250, 270, 500 đang là giá của những hộp khẩu trang. Nhiều người đổ xô tranh giành nhau từng hộp khẩu trang, cảnh buôn bán tấp nập hơn 30 Tết chỉ có ở trên phố Phương Mai, một con phố chuyên cung ứng vật tư ngành y tế tại Hà Nội. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Giá của những chiếc khẩu trang tăng vọt theo từng ngày, thị trường khẩu trang nhiễu loạn trong khi dịch corona đang bùng phát. Ngày 31 tháng 1 năm 2019, đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã xử phạt một quầy thuốc tăng giá đột biến tại chợ thuốc Hapulico, Thanh Xuân, Hà Nội. Tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với đội quản lý thị trường số 1 xử phạt hai cửa hàng thuốc Tây ở địa chỉ 118 và 120 Ngọc Khánh thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội có hành vi lợi dụng dịch corona bùng phát để bán khẩu trang với giá cắt cổ. Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã xác định chủ hai cơ sở kinh doanh này đã có hành vì lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch họa, dịch bệnh và điều kiện bất thường để định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý, quy định tại Điều 17 Nghị định 109/2013/NĐ-CP. VBank Rubik 360, đẳng cấp sống lập phương, hotline 1800-6350. Tổ công tác liên ngành đã lập biên bản, phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hai cơ sở này. Ngoài ra, theo quy định của Nghị định 109/2013/NĐ-CP, chủ cửa hàng có hành vi vi phạm còn phải nộp vào ngân sách số tiền thu lợi do định giá mua, giá bán bất hợp lý. Tuy nhiên, tới ngày 1 tháng 2, theo ghi nhận của truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn tại phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội vẫn còn vô số điểm bán khẩu trang ồ ạt với giá cao ngất ngưỡng. 60 một cái, cái 100 một cái. Cái nó có cái đôi lỗ thở này, 50.000 nhân 50 cái là một hộp. Bao nhiêu hộp này? 250. Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kịp thời để không còn cảnh thương lái trục lợi trên dịch bệnh và sự lo lắng của nhân dân.